cùng là chủ đề vinh quy bái tổ và cùng là bức tranh vinh quy bái tổ như này. Nhưng đây chính là chi tiết để tạo nên cái độ khác biệt của bức tranh này. Trên cái bức tranh vinh quy bái tổ mà một bác khách ở An Khánh đã duyệt mẫu cho chúng tôi làm, thì đây chính là một cái chi tiết khác biệt nhất trên cái bức tranh này. Tại sao trên bức tranh vinh quy bái tổ lại có một ông già đang ngồi trước một cái bàn và có những cái gói này là những gói thuốc để đằng trước? Bởi vì là sâu xa là gia đình nhà ông này có những người làm quan trong triều, và những người làm quan này thì lại là làm về ngự y. Những vị quan này thì làm ngự y, chăm lo sức khỏe cho hoàng triều, và cho đến đời bây giờ bác đấy vẫn đang là những người bốc thuốc. Thành ra là khi bác ấy làm bức tranh này thì muốn chúng tôi gửi gắm những cái thông điệp đó lên bức tranh. Thành ra là chúng tôi đã vẽ một cụ ông đang ngồi bán thuốc để chào đón cái lễ vinh quy bái tổ về làng.